quý vị và các bạn, trong lòng mỗi người dân Việt, sen là loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp tươi sáng, cao sang và thuần khiết mang hồn dân tộc. Chính vì thế, hoa sen luôn là nguồn cảm hứng bất tuyệt của thi ca và nghệ thuật. Trong chương trình Giai điệu quê hương hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Về làng sen, mùa sen, một tác phẩm mới của nhạc sĩ Sĩ Trinh. Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh vinh dự là cơ quan tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có một cái lực lượng họa sĩ, nhạc sĩ, và trong thời gian này đã có rất nhiều cái tác phẩm để phục vụ cho công tác tuyên truyền này. Những cái tác phẩm này đã để lại những cái dấu ấn tốt đẹp trong lòng của khán giả và có cái sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền. Những cái tác phẩm về làng sen, mùa sen của nhạc sĩ Sĩ Trinh là cũng là một trong những tác phẩm mà chúng tôi sử dụng để tuyên truyền. Mong rằng trong thời gian sắp tới, các tác phẩm về âm nhạc, về hội họa của các tác giả Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh nói riêng và các tác giả trong tỉnh nhà nói chung sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn trong quần chúng nhân dân. Thưa quý vị, sen thơm, hương lại hữu sắc và biểu trưng tiêu biểu cho văn hóa, tâm hồn và cốt cách nhân văn của người Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu ca khúc này qua cuộc trao đổi với nhạc sĩ Sĩ Trinh. Vâng, xin chào nhạc sĩ Sĩ Trinh. Trước hết xin được cảm ơn nhạc sĩ Sĩ Trinh đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Anh có thể chia sẻ cái hoàn cảnh ra đời của ca khúc Về làng sen, mùa sen của mình được không? Tôi có nhiều dịp về làng sen. Và cũng từ lâu thì muốn có một cái tác phẩm của mình viết về vị cha già dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì năm 2016, trong cái dịp mà dân ca Ví Dặm thì tôi cũng có dịp được về Nam Đàn. Thì quả thật là lúc đó thì vào cuối mùa sen rồi, cho nên là sen nó không được đẹp lắm. Thì năm 2017 thì tôi lại có dịp trở lại vào đúng vào cái dịp sinh nhật Bác ấy. Thì lúc này hoa sen ở làng sen rất đẹp. Và tự nhiên lúc đấy tôi cảm giác rằng về làng sen, mùa sen
lúc cái sen nở nó lên, tự nhiên nó gây cho mình một cái cảm xúc. Và lúc đấy thì cảm thấy cái sự thiêng liêng, cái sự kính mến đối với vị cha già dân tộc nó dâng lên, và cái bài Về làng sen mùa sen đã ra đời. Vâng, vậy thì anh có thể chia sẻ cái cảm xúc khi mà anh viết về đề tài Bác Hồ được không ạ? Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh có lẽ là một cái đề tài vô tận đối với văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Từ trước tới giờ thì ca khúc về Bác rất là nhiều. Cho nên là sau cái dịp mà tôi đã được về với Nam Đàn thì tôi đã nhìn thấy sen lên, và từ đó tôi muốn là viết về làng sen mùa sen để nói lên cái tâm hồn cao đẹp, lấy cái hoa sen để ví cho cái tâm hồn của Bác làm cái đề tài để sáng tác cho mình. Vậy tại sao anh lại sử dụng hình ảnh bông hoa sen khi viết về Bác ạ? Trước hết thì chúng ta ai cũng biết rằng hoa sen là biểu tượng cho sự cao quý. Hoa sen là quốc hoa, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là quốc hồn. Thì lấy hoa sen để làm cái hình tượng về cái tâm hồn của Bác, thì không chỉ tôi mà rất nhiều các cái nghệ sĩ, nhạc sĩ khác đã sử dụng. Và bây giờ cũng vậy, tôi lại một lần nữa muốn sử dụng hoa sen để nói lên cái hình tượng của Bác. Vâng, những cái giai điệu nồng ấm, thắm đượm nghĩa tình, những cái tình cảm của những người con Việt Nam dành cho vị cha già dân tộc. Và anh có thể chia sẻ cái khó khi mà sáng tác về Bác Hồ có khác gì so với những cái mảng đề tài khác không ạ? Cái khó nhất về cái đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh là như tôi đã nói ban đầu. Vì đây là một cái hình tượng luôn luôn được sử dụng đối với văn học nghệ thuật. Cũng chính vì thế mà có rất nhiều tác phẩm là rất hay, rất là hay. Cho nên để có một cái tác phẩm có dấu ấn đối với khi viết về cái đề tài của về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đây quả thực là một cái thách thức. Và hẳn là anh đã sử dụng cái giai điệu âm nhạc đó là cái dân ca ví dặm để nói lên được cái tình cảm của mình dành cho vị cha già dân tộc đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Đây có thể coi là một lợi thế. Lúc tôi viết về Bác Hồ thì chất liệu dân ca ví dặm đã chắp cảnh cho cái ca khúc của mình. Tuy nhiên thì trong bài này thì chất liệu dân ca ví dặm tôi cũng thổi vào đấy một cái tiết tấu nó sôi nổi, nó hoạt bát, nó tươi trẻ, nói lên cái không khí trong cái ngày mới trên cái quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về làng sen mùa sen là một tác phẩm được phát triển trên chất liệu dân gian. Ca khúc có bố cục khá chặt chẽ, các câu đoạn đối xứng mạch lạc với tiết tấu vừa phải, phong cách kể chuyện tâm tình. Với những hình ảnh giản dị cùng lối kể chuyện nhẹ nhàng, dẫn dắt người nghe qua từng cung bậc cảm xúc chan chứa tình người. Trong số ấy, nhiều hơn cả có lẽ là mạch nguồn cảm xúc thể hiện cuộc sống giản dị và những trăn trở của một con người vĩ đại trước lịch sử và vận mệnh dân tộc. Nhạc sĩ Sĩ Trinh đã kể cho nhau nghe câu chuyện về Bác Hồ bằng âm nhạc.
em đã từng được thể hiện rất là nhiều ca khúc về làng sen, về Bác Hồ cũng như là về quê hương Hà Tĩnh. Nhưng mà đối với ca khúc về làng sen, mùa sen của nhạc sĩ Sĩ Trinh thì em cảm thấy rất là tự hào. Những tình cảm thân thương nồng ấm mà tác giả gửi gắm trong ca khúc cũng chính là những tình cảm mà em muốn gửi gắm tới tất cả mọi người qua tiếng hát của em. Và một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Sĩ Trinh đã dành thời gian cho chương trình Giai điệu quê hương. Anh đã kể câu chuyện về Bác Hồ bằng âm nhạc. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc về làng sen mùa sen qua tiếng hát của Thúy Hồng, Thanh Nhàn và Thu Thủy. Về đây nghe, riêng một tiếng ru mê.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi ca khúc thể hiện nhãn quan riêng của người sáng tác và thể hiện chân dung Bác Hồ ở nhiều góc cạnh khác nhau. Song tất cả đều toát lên đậm nét hình ảnh vị lãnh tụ mang dáng hình dân tộc, hồn phách non sông tiêu biểu cho trí tuệ tâm hồn Việt. Ca khúc Về làng sen mùa sen là một ca khúc như thế. Chương trình Giai điệu quê hương xin được kết thúc tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.